Bạn muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh nhưng vẫn loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu. Bạn muốn tiếp cận khách hàng hiệu quả nhưng chưa có quy trình, chiến lược, kỹ năng và mô hình đúng. Bạn muốn tăng doanh thu cho đội nhóm nhưng chưa có chiến lược, phương pháp để xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng. Tất cả sẽ có trong khóa học Lãnh đạo bán hàng chuyển đổi số From Sale. Trong khóa học này, bạn sẽ được chia sẻ những kiến thức đặc biệt hữu ích cho công việc bán hàng và kinh doanh của bạn. Dưới sự chia sẻ của chuyên gia bán hàng hàng đầu tại Singapore, Mr. Ken Bay, với hơn 28 năm kinh nghiệm bán hàng, marketing cũng như đào tạo và cố vấn chuyên viên bán hàng. Cùng với sự dẫn dắt của thạc sĩ Nguyễn Công Thái, nhà sáng lập chủ tịch Startup Education. Thông qua phong cách chia sẻ dễ hiểu và thu hút, cung cấp ví dụ thực tiễn, gần gũi, học viên sẽ tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và sâu sắc hơn. Tham gia khóa học, bạn sẽ biết được cách tư duy của 6 hình mẫu bán hàng. Qua đó, hiểu bản thân thuộc hình mẫu nào và tìm ra chân dung khách hàng mục tiêu. Biết cách tiếp cận với thị trường khách hàng, chắc chắn chốt, nóng, ấm, phát triển khả năng bán hàng, tự tin xử lý từ chối, gia tăng doanh số và thu nhập với quy trình Zone Fast Start. Sau khi tham gia khóa học, bạn sẽ có được định hướng và phương pháp để phát triển tài năng, thay đổi và hoàn thiện bản thân trong hầu hết các lĩnh vực làm việc chuyên nghiệp. Trang bị kiến thức cần thiết cho những bước đầu tiên của hành trình tiến đến thành công, kỹ năng mềm, hệ thống hóa quy trình bán hàng. Biết cách tái cấu trúc và vận hành doanh nghiệp của chính mình một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro và còn nhiều hơn thế nữa. Với giáo trình được biên soạn chi tiết dễ học ngay cho cả học viên chưa có nhiều kiến thức, kinh nghiệm bán hàng hay kinh doanh trước đó. Học và thực hành thực chiến liên tục, đảm bảo học viên nắm vững kiến thức và tạo kết quả ngay trong khóa học. Học viên sẽ trải qua lộ trình 8 buổi học với nội dung như sau. Buổi 1, Điều thần kỳ châu Á và IROM, vòng lặp hiệu suất. Buổi 2, hành trình học tập của bạn từ ROM Sale đến VC và coaching ROM Fast Start. Buổi 3, sức mạnh bán hàng SPM, ai cũng có thể bán hàng. Buổi 4, những cơ hội. Buổi 5, hành động, thực chiến các cách tiếp cận. Buổi 6, chiến thắng cuộc họp đầu tiên. Buổi 7, chiến thắng cuộc họp cuối. Buổi 8, lời giới thiệu từ khách hàng. Đăng ký ngay khóa học tại startupeducation.vn để nắm chọn các bí kíp kinh doanh và bán hàng đột phá.